Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh tin tức của Sống TV. Các bạn thân mến, cực vui khi Tập Cận Bình xin đầu hàng, trả lại Việt Nam ba đảo, lệnh xuất quân khẩn cấp về đảo Hải Nam. Thì Tây Ban Nha chính thức bảo vệ Việt Nam, bắn cháy ba tàu dân phòng Trung Quốc ở Biển Đông. Tiền chấn động toàn thế giới, Trung Quốc liên tục bị dằn mặt vì hôm qua Hải quân Tây Ban Nha người không cho bắn cháy ba tàu dân phòng của Bắc Kinh ở Biển Đông, làm cho quan chức chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng hoang mang và lo sợ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đang rơi vào tình trạng ăn không ngon ngủ không yên vì lo sợ một điểm báo được cho là cực xấu sắp xảy ra đối với cả Bắc Kinh. Đó là các nước lớn ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha cùng một số nước khác đang lên kế hoạch đại diện cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ra tay san phẳng Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình, xóa sổ tàu cộng. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, vào ngày hôm kia, Italia đã ra tay bắn phá con đập lớn nhất của Trung Quốc mang tên đập Tam Hiệp, thì hôm nay đến lượt một đất nước lớn nữa ở châu Âu ra tay trừng trị Trung Quốc, đó chính là Tây Ban Nha. Bởi vì đất nước này đang bị con virus của Trung Quốc hoành hành và làm đảo lộn cuộc sống của người dân đất nước này. Theo tờ báo Real Madrid của Tây Ban Nha cho biết, vào chiều ngày hôm qua, mùng 4 tháng 10, vào lúc 16:30 giờ Việt Nam, hạm đội hải quân mang tên Almirán của Tây Ban Nha đã cho ba tàu chiến cỡ lớn phóng liên tiếp 18 quả tên lửa siêu hạng có gắn đầu đạn, có sức công phá lớn làm bốc cháy dữ dội ba con tàu dân phòng của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Theo tờ báo Real Madrid cho biết, sau khi trúng ba tên lửa của hải quân Tây Ban Nha, một nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc đã chạy tán loạn, bỏ mặc ba con tàu dân phòng đang bốc cháy ngun ngút, những cột khói bốc cao lên ngất trời. Vậy lúc đó, bầu trời ở ngoài Biển Đông đang có những cơn mưa nhẹ hạt, và sau khoảng 30 phút thì ba con tàu nói trên đã bị chìm xuống đáy biển. Được biết, sau khi phóng một loạt tên lửa của hạm đội hải quân mang tên Yamada của Tây Ban Nha, ba con tàu dân phòng của phía Trung Quốc đã bị tan nát phần đầu. Còn phần đuôi thì đã bị móp chìm vào và chìm xuống đáy biển. Thưa quý vị, nghe tới đây chắc chắn có rất nhiều quý vị và các bạn sẽ đặt câu hỏi thắc mắc rằng trên thế giới này Trung Quốc chỉ có sống được gây hấn và gây dỗ, đánh nhau với cả Mỹ và cả Bắc Triều Tiên của chính quyền ông Kim Jong-un hoặc với cả 14 nước láng giềng xung quanh mình. Vậy cớ làm sao Tây Ban Nha ở cách xa Trung Quốc hàng vạn dặm, hàng vạn km ở mái bên kia châu Âu, thì tại sao lại muốn săn phẳng được Trung Quốc, lại muốn xóa sổ Bắc Kinh và muốn trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình? Thì xin thưa với quý vị rằng, ở những bản tin trước, chúng tôi đã nói rất rõ, tất cả các cuộc đụng độ căng thẳng xảy ra với các Trung Quốc đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Ở đây là do phía Bắc Kinh gây ra. Nói chính xác hơn là do chính quyền ông Tập Cận Bình ngay từ đầu đã không công khai kiểm soát, không quyết được hay còn gọi là thờ ơ chủ quan với con virus mang tên Vũ Hán. Đến bây giờ không chỉ có 30 nước ở châu Âu mà hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này đang khổ sở điêu đứng đảo lộn. Đó chính là lý do mà quân đội Italia, hải quân của Tây Ban Nha muốn ra tay trừng trị Trung Quốc và tiêu diệt Bắc Kinh. Các nhà quan sát cho biết, các nước lớn ở châu Âu muốn đập tan Trung Quốc, một mặt để dạy cho Bắc Kinh một bài học. Các nước như Mỹ, Tây Ban Nha, Italia muốn trừ khử Trung Quốc để đem lại sự bình yên cho thế giới. Bởi vì họ cho rằng nếu không ra tay trừng trị Trung Quốc thì thế giới này còn phải gặp nhiều điều trái ngang cũng như là đau thương. Bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình không thể nào mà tin được. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Bưu điện Hoa Nam cho biết, ngay sau khi biết hạm đội hải quân Yamada của Tây Ban Nha phóng tên lửa thiêu rụi ba tàu dân phòng của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Tây Ban Nha, thì cho rằng hành động trên là không thể nào chấp nhận được. Bắc Kinh sẽ không bao giờ bỏ qua sự việc ngày hôm nay. Chính phủ của Trung Quốc đang cho tiến hành một cuộc điều tra họp cấp để lên phương án trả đũa Tây Ban Nha. Bà Hoa Xuân Oánh còn nhấn mạnh rằng, chúng tôi yêu cầu các nước hãy tôn trọng Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là ở Biển Đông. Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, về vấn đề Biển Đông, các nước trên thế giới hãy tôn trọng chủ quyền, quyền tự phán và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Đặc biệt là các nước phải tôn trọng con đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc đã quy hoạch ở Biển Đông.
Đó là lời phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh. Hôm nay thật bất ngờ khi không có sự xuất hiện của ông Cai San. Thường thì đại diện cho Bộ Ngoại giao của Trung Quốc vẫn là tay chân thân tín của Tập Cận Bình. Đó chính là ông Cánh Sáng phát biểu. Nhưng mỗi lần ông ta phát biểu, đơn vị cộng đồng của thế giới chỉ trích. Cho nên chắc hôm nay Trung Quốc sẽ điều bà Hoa Xuân Oánh phát biểu hay chăng? Đó là theo lời nhận định của một số chuyên gia nghiên cứu về chính trị Trung Quốc cho biết. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, chính cái gọi là tên như vậy đã làm cho xung đột giữa Hải quân Mỹ và Trung Quốc giật căng thẳng ở ngoài Biển Đông khi cách đây 3 ngày, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã cho dội bom con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc hôm qua thì đến lượt Italia và nay thì đến Tây Ban Nha. Và chắc chắn trong một vài ngày tới, các đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp, Đức cũng sẽ điều tàu sân bay đến. Tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông để răn đe cũng như là dạy cho Trung Quốc một bài học xứng đáng. Các bạn thân mến, với những sự bành trướng của Trung Quốc và ngày càng hung hăng trên Biển Đông, đặc biệt đe dọa đến những các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, với những nguy cơ tiềm tàng về vấn đề sẽ bị xâm lược bởi chính quyền phương Bắc của ông Tập Cận Bình, về phía Việt Nam đã không ngừng trang bị và bổ sung thêm những vũ khí tối tân nhất cho quân đội của mình để phòng thủ và chống lại sự xâm lược đến từ Trung Quốc. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.